Kính thưa quý vị, đây là chương trình phân tích thời sự trong tuần, chuyên phân tích những vấn đề chính liên quan đến Hoa Kỳ và Việt Nam trong cũng như ngoài nước. Phụ trách là nhà báo VN, cựu dân biểu Việt Nam Cộng Hòa. Hôm nay thưa quý vị, có thể nói gần nửa tháng của 30 tháng 4 rồi. Một cái biến cố mà có thể nói đời của những cái người Việt Nam năm nay 70-80 tuổi hay là trẻ hơn một chút, thế hệ thứ hai, thưa quý vị, không thế nào không nhớ được, không thế nào mà quên được. Nên chúng tôi có sưu khảo một số tài liệu thử coi Hoa Kỳ, người dân Hoa Kỳ tự do đối giải quyết cái chiến tranh hai miền như Việt Nam thời 1975 giải quyết như thế nào. Nghĩa là người tự do của Hoa Kỳ giải quyết cái chiến tranh hai miền Nam Bắc so với người Việt Nam Cộng sản, thưa quý vị, đang miền Bắc giải quyết cái chiến tranh hai miền của hai chế độ Việt Nam Cộng Hòa và Cộng sản Bắc Việt như thế nào. Đó là có như thế đó thì chúng ta mới thấy cái chế độ nào là cái chế độ tốt và cái chế độ nào là chế độ độc tài thì nó không tốt. Bây giờ, thưa quý vị, đề tài tương đối dài và nhiều chi tiết, cho phép chúng tôi đi thẳng vào vấn đề. Cái tựa đề là người tự do giải quyết chiến tranh hai miền như thế nào? Thưa quý vị, Hoa Kỳ và Việt Nam, hai nước đều có trải qua một cuộc chiến tranh giữa hai miền Nam Bắc. Hoa Kỳ dùng tình thương xóa bỏ hận thù để chấm dứt chiến tranh, để tác động tốt cho quân sĩ, để hòa giải dân tộc và để tái tạo nội lực quốc gia. Đó là người tự do họ giải quyết cái cuộc chiến tranh hai miền. Có chiến tranh hai miền chết cũng không cũng nhiều lắm mà quý vị. Còn Việt Nam Cộng sản Hà Nội dùng hận thù để chấm dứt chiến tranh, tạo thêm một cuộc chiến mới trong thời hậu chiến bình yên, không súng nổ nhưng nhiều tù đài chết chóc tị nạn. Thưa quý vị, 49 năm qua, quan nghiệt hãy còn. Thì bây giờ đó là so sánh hai cái nước. Cuộc chiến tranh, Hoa Kỳ có cuộc chiến tranh, thưa quý vị, Nam Bắc. Năm 1994, chúng tôi có đọc được một cái tờ của báo Reader Digest số 9 năm 1994. Sau này, ở tù ra thì chúng tôi có đọc được. Khi qua đây, có đi một cái bài tiêu biểu đầy ý nghĩa về cái chiến tranh Nam Bắc Mỹ 1861 và 1865. Giải quyết, thưa quý vị, tại ân xá Abbotsmatox, tác giả là một người viết sử rất là giỏi, ông Ginister. Chúng tôi đọc thì chúng tôi thấy đây là một cái điều cần phải phân tích kỹ để giúp đỡ cho bà con cô bác rộng đường dư luận và dễ dàng nhận định về cái thân phận của người Việt của chúng ta trong cái thời kỳ Cộng sản. Nó làm khổ chúng ta như thế nào?
Cuộc chiến tranh Nam Bắc Mỹ từ năm 1861 đến 1865. Ở Việt Nam thì cuộc chiến tranh giữa Cộng sản Bắc Việt và tự do Việt Nam tự do ở miền Nam xảy ra từ 1960 đến 1975. Số thương vong quân sự ở Mỹ là 600.000 người trong vòng 4 năm. Còn ở Việt Nam chưa có số thống kê chính thức, nhưng ít ra phải 3 hay 4 lần nhiều hơn ở Hoa Kỳ, bị gì cái cuộc chiến tranh hai miền ở miền Nam xảy ra gần 15 năm. Ở Mỹ, lý tưởng tự do thắng. Chiến đấu giải phóng nô lệ thắng. Còn, thưa quý vị, ở Việt Nam, lý tưởng bảo vệ tự do dân chủ, chiến đấu tự vệ ở miền Nam thua. Chủ nghĩa độc tài đảng trị Cộng sản ở miền Bắc thắng. Nhưng khác biệt cái chỗ này, vô cùng khác biệt quan trọng là và sâu sắc nhất là hai bên Nam Bắc kết thúc chiến tranh giữa hai miền khác nhau như đêm và ngày, khác nhau như bóng tối và ánh sáng. Đây, Hoa Kỳ thì dùng tình thương xóa bỏ hận thù để tái tạo nội lực dân tộc trong niềm tương kính. Những chiến sĩ sống cùng cũng như chết đã anh dũng chiến đấu cho lý tưởng của mình ở miền Nam. Sau khi thủ đô Richmond của miền Nam mất, quân miền Nam hết sức suy yếu, đói rách. Một viên sĩ quan cấp tá, phụ tá cho ông tư lệnh, thì có nói đề nghị với ông tư lệnh là ông tướng Lee, tư lệnh miền Nam, phân tán và đánh du kích. Ông tướng này không đồng ý. Ông giải thích, tiếp tục đánh nhau chỉ gây thêm đau khổ không cần thiết cho dân miền Nam. Ông nói, không còn cách giải pháp nào khác hơn là tôi phải đến gặp tướng Lee, tướng Grant ở miền Bắc. Nếu không thì tội tôi đáng chết 1.000 lần. Ông này, ông nói thật như vậy. Ngày 9 tháng 4, tướng Lee ra lệnh cho viên sĩ quan tùy viên đại tá Charles Marshall đến một ngôi làng ở Appomattox Courthouse để tìm một địa điểm cho ông và tướng Grant gặp mặt với nhau. Tướng Lee đến trước, mặc lễ phục, mang dây biểu chương và đeo kiếm. Tướng Grant mặc đồ tác chiến thường ngày, quần và giày, còn bám đất hành quân. Hai người ngồi trong phòng khách của ông McLean và hàn huyên tam thân mật về những cái cuộc sống quân ngũ trong cái thời kỳ mà hai ông đã tham gia cái cuộc chiến tranh Mỹ Tây Cơ cho Hoa Kỳ. Hai ông tướng này là hoạt động hồi xưa là chung với nhau, rồi sau Nam Bắc mới tách ra. Sau cùng, tướng Lee đề cập đến mục đích của buổi gặp gỡ chúng ta ngày hôm nay. Tướng Grant bèn lấy cây viết chì, viết dội ra những điều kiện đầu hàng và trao lại cho tướng Lee. Sau khi xem qua những điều tướng Grant đã trao, tướng Lee nói, những điều kiện này sẽ là một tác động tốt cho quân sĩ của tôi. Điều kiện đầu hàng không đòi hỏi sự trả thù địch quân, họ được tự do về lại quê nhà để làm ăn, không có tù ở rạc gì hết. Tướng Lee đề cập đến nhiều binh lính của ông dùng ngựa đi đánh trận, tức là có xem ngựa làm vũ khí phải giao nộp hay không. Thì ông tướng Grant nói, những quân lính này có thể giữ được lại ngựa của họ. Là tại sao? Vì thưa quý vị, nếu mà bây giờ phải giao nộp ngựa thì họ còn là làm sao mà họ sống, bởi vì cái gốc họ ở miền Nam là nông dân. Làm sao nếu không có ngựa thì làm sao mà trồng trọt được để sống
qua cái mùa đông hết sức khó khăn này? Tướng Lý trả lời, điều này sẽ góp phần quan trọng cho việc hòa giải dân tộc của chúng ta. Quý vị thấy, đọc chỗ này mà tôi muốn rơi nước mắt. Họ tìm cách, không phải vì danh dự với nhau, tìm cách giải quyết êm đềm cho quân lính và làm sao cho hết chiến tranh, dầu đó là hai tư lệnh dùng của hai miền, nghĩa là hai người, hai bên là quân đội mạnh nhất. Trước khi chia tay, ông cho tướng Grant biết rằng ông sẽ trao trả những tù binh miền Bắc vì ông không còn đủ lương thực để cho họ, và ngay cả thiếu lương thực cho binh của ông. Đó, ông miền Nam, ông nói vậy. Tướng Grant, thưa quý vị, tôi đọc cái chỗ này tôi hết sức cảm động, tôi chảy nước mắt nữa, thưa quý vị. Tướng Grant nói, tôi sẽ giúp. Ông sẽ gửi sang cho binh lính của tướng Lee 25.000 phần lương thực khô. Các đơn vị của tướng Grant nhịn bớt phần ăn, gửi cho quân của miền Nam nhiều hơn số tướng Grant hứa. Vào ngày 12 tháng 4, đây là mấy quan trọng nhất nè. Hai bên đều khác nhau nhưng mà tôn trọng với nhau. Vào ngày 12 tháng 4, quân đội của tướng Lee tiến vào ngôi làng để trao vũ khí. Chính tại nơi này, hành động hòa giải cuối cùng đã xảy ra, và đó là tất cả ý nghĩa của cái cuộc gặp gỡ nhau ở Appomattox. Một nhân vật đáng kính, ông tướng Chamberlain, một tướng lãnh nhiều miền Bắc, được chỉ định là tiếp nhận sự quy hàng của quân miền Nam. Ông này, thưa quý vị, là một ông giáo sư đại học giải ngũ, ngưng dạy để tham gia vô để mà đánh cuộc chiến tranh. Thì cái ngày tiếp đón miền Nam giao nạp vũ khí trước hàng quân nghiêm chỉnh, ông tướng Chamberlain này sau này nói, nhìn lại những binh sĩ miền Nam sơ sát từ trên đường đồi đi vào làng, dẫn đầu là ông Gordon, giờ phút đó làm cho tôi thật sự xúc động. Tức là ông tướng, ông Chamberlain vô cùng xúc động. Ông quyết định, để đánh dấu sự việc này, tôi phải làm một cái biểu hiện thừa nhận, không gì khác hơn là chào tay. Ông ra lệnh chào tay, thì cái số quân miền Bắc, thưa quý vị, ông chỉ huy đó, để tiếp nhận đó, thì nghe lời chào tay, im phăng phắc hết, không một tiếng động nào, mà chỉ cái sự kính trọng cái số người mà đi đến nạp vũ khí. Xin quý vị đừng rời mai. Đây là cái giờ phút hết sức là quan trọng trong lịch sử của Hoa Kỳ. Nhờ vậy mà Hoa Kỳ, thưa quý vị, giải quyết chiến tranh rất êm đềm, và sau cái giải quyết chiến tranh này, Hoa Kỳ càng ngày càng mạnh thêm để trở thành đệ nhất siêu cường thế giới. Xin quý vị đừng rời mai.